Được chưa? Để nhúng vào chúng ta tải cái thư viện Bootstrap này, giải nén và copy lại cái thư mục đấy vào trong thư mục plugin. Sau đó ở trong file nào chúng ta muốn sử dụng thư viện này, chúng ta sẽ dùng thẻ link. Dùng thẻ link này. Link đến cái file bootstrap.min.css ở trong cái thư mục public plugin bootstrap CSS bootstrap.min.css. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng sử dụng này. Cái nổi bật nhất và cũng là cái hay nhất ở trong cái Bootstrap này thì các bạn vào trong cái phần tab cái thẻ CSS này, bấm này, yeah. Sau đó chúng ta kéo xuống dưới, nó có một cái thứ gọi là grid system, bấm này, grid system là mỗi một cái độ rộng có thể nằm trong một thẻ div hay là nằm trong một thẻ body thì nó sẽ chia thành 12 cột. Nó chia thành 12 cột. Sau đó chúng ta có thể là chia bao nhiêu cột, chiếm bao nhiêu phần trăm của màn hình. Chúng ta làm đúng như tôi đã dạy chúng ta, không khác gì. Vẫn là côn trừ cái gì đấy, 5, 7, 8, 9, 10, 12 gì đấy, maximum là 12. Nhưng miễn là sao trên hai thằng trên cùng một dòng, tổng độ rộng của hai thằng nó bằng 12 là được. Được chưa? Còn cái thứ hai nữa, nó ở đây nó có khác một chút. Đó là ở trong Bootstrap, lưu ý này, ở trong Bootstrap thì để một cái thẻ nó quy định một cái độ rộng nào đấy thì ok rồi. Nhưng mà cái thẻ đấy sẽ được hiển thị tại các cái device khác nhau thì chúng ta cần biết thêm về một cái độ rộng, một cái tag nó phải quy định cái độ rộng. Thì trong Bootstrap nó có bốn cái độ rộng. Độ rộng đầu tiên là độ rộng là những cái độ rộng lớn hơn hoặc bằng 1200 pixel. Tiếp theo nữa là cái thứ ba là độ rộng MD, là medium divide, là từ 992 cho đến 1200 pixel. Là cái thẻ nào đặt là MD thì sẽ được áp dụng từ cái 992 đến 1200 pixel. Tiếp theo là đến SM là từ 992 cho đến 768 pixel. Được chưa? 768 hay 681 tôi chẳng nhớ. Đây 992 này. Đây 768 đúng không? 768. Từ 992, từ 768 cho đến 992. Thế là độ rộng, độ nhỏ nhất nó sẽ là XX từ 768 đổ xuống. Được chưa? Đây là bốn cái quy định về độ rộng. Cứ nhớ tôi trước bốn cái này nhé. L, G, G, D, S, M, X, X. Trước mắt là nhớ cái này. Sau đó tôi sẽ lại thích ý nghĩa. Nó dùng cái này. Không chưa? Xóa nhé. Xóa nhé. Rồi, tiếp theo. Tác dụng của nó sẽ như sau. Ví dụ như này, chúng ta có một cái giao diện, chúng ta muốn chia kiểu 8:4 như này đúng không? Như bình thường chúng ta đặt côn 8, đây là côn 4. Được chưa? Nhưng mà cái thằng này này, tôi chỉ muốn là ở cái màn hình là trên 992 nó hiển thị như này không? Nó hiển thị 8:4 nhỉ? Xuống cái màn hình từ 991 đổ xuống thì nó sẽ hiển thị là mỗi thằng một dòng. Mỗi thằng một dòng, đây là con 8, đây là con 4. Bởi vì đấy là từ 991 đổ xuống là cái màn hình tablet xoay ngang. Đó là màn hình tablet xoay ngang rồi, cho nên nó bị bài rồi. Đúng không? Thì nó nên hiển thị như này thì nó hợp lý không? Đấy tùy chúng ta, tôi không ép buộc, được chưa? Thế vậy thì để làm được cái việc này, ở đây tôi đặt là côn MD xong như này thôi, là tự động từ cái màn hình có độ rộng là 992 pixel cho đến 1200 pixel, hay thậm chí là hơn, từ đây trở đi, từ 992 trở đi, được không? Nhất thiết là từ 1200, từ 992 đổ lên thì nó sẽ rộng đúng như này, cái cách hiển thị nó sẽ đúng này, 1/8 thì chiếm 8 phần, 1/4 thì chiếm 4 phần,
xong. Nhưng mà từ những cái màn hình nhỏ hơn 992 pixel thì tất cả những cái thằng này đều chiếm 100%, mỗi thằng đều chiếm 100% màn hình. Được chưa? Kể cả màn hình di động, tablet ngang, tablet dọc, rồi thì mobile ngang, mobile dọc đều sử dụng. Tức là cái MD, cái MD, cái LGX là phụ thuộc vào cái độ rộng của màn hình là bao nhiêu thì nó được. Ví dụ tôi muốn, tôi thích cái giao diện của tôi hai cột này nó bắt buộc phải là 8:4 bất kể màn hình nào thì tôi làm nào, nhét thẳng vào đây một cái thằng là XF8, đây là cool XF4 thì bất kể màn hình nào nó cũng rộng bằng này luôn, đúng như này không thay đổi, được chưa? Bởi vì nó áp dụng tất cả các cái phần nó lớn hơn cái 6, 7, 6, 8, được chưa? Thì các bạn nhìn nhét vào đây, tùy thôi, đặt như nào đặt. Đấy là cái về côn và những cái về về SMXSLG MD. Chúng ta test nhá. Đây là BG. Search chữ BG, đây là BG đây rồi. Rồi ok. Đây nhá, chúng ta test nhá. Đây là côn 6 này. Đây côn MD trừ trừ 6 này. Tôi thêm cái class nữa là BG trừ primary. Tách vào đây, duplicate thằng này lên, vẫn là MD6 BG bằng danger, màu primary là màu xanh đậm, xanh da trời đậm, còn màu danger là màu hồng hồng đỏ đỏ, như bình thường là màu đỏ. Và xem cái giao diện nó như thế nào. Xong chưa? Test nhá. Thế ra ngoài này refresh không? Không có gì cả. 66 đúng không? Mỗi thằng một nửa đúng không? Tiếp theo này, kéo ra. Đây là đang độ rộng bao nhiêu? Chưa bật. Đây độ rộng là trên 900 này. Bạn thấy không? Đang 1003. Kéo xuống còn 900 bao nhiêu đấy, nó chiếm hết 100%. Được chưa? Đấy là cái MD. Tiếp theo đến cái SM là sao? Chuyển ngay thành SM. SM. Test đi. SM thì trên 768 nó áp dụng tất cả các màn hình trên 768 đều được áp dụng cái style là 66. Nhưng mà từ 767 hất về xuống sau thì nó sẽ giảm xuống đây 767. 767. Thấy không? Các bạn nhìn thấy 767 không? Là mỗi thằng một dòng luôn. Mỗi thằng hết một cái độ rộng luôn. Được chưa? Tiếp theo nữa, nếu mà muốn tất cả các màn hình của chúng ta đều là 66, chúng ta để đây là XF. Tiếp theo. Bây giờ có cò mấy cò nó vậy. Được chưa? Đấy là về cái SM, XS, các thứ như thế nào. Thì chưa nhỏ. Đây là một, còn nữa nhé. Xong chưa? Tiếp theo nếu trong trường hợp tôi muốn thằng này là hiển thị SM, tức là trên 768 nó chiếm một nửa. Trên 768 nó một trên là một nửa. Nhưng mà từ 768 trở đi tôi không cần cái thằng dưới này nữa. Thấy chưa? Từ 767 trổ hất về sau, tôi không cần cái thằng thứ hai này nữa, tôi muốn giấu nó đi. Thì chúng ta có class là hidden trừ xf. Hidden trừ xf.
Được chưa? Xong nhỉ? Test đi. Đây này. Trên 700. Trên 700 bao nhiêu đấy? Vẫn còn hai thằng vẫn còn chơi với nhau. Là từ 768 trở về sau chỉ còn mỗi thằng. Được chưa? Đấy là cái để sẽ quyết định là cái nào được hiển thị, cái nào bị giấu đi ở mobile. Được chưa? Được hai cây rồi. Bây giờ được hai trường hợp rồi. Trường hợp là trên desktop hiển thị như nào và trên di động hiển thị theo một hàng như nào, đúng không? Cây thứ hai là trên desktop thì hiển thị hết và trên di động thì giấu một thằng đi hoặc giấu hai thằng đi. Được chưa? Tiếp tục. Còn cây nữa, tôi tạm thời cho comment thằng này vào, tạm thời comment vào. Bây giờ thằng này nó chỉ có một mình đúng không? Thế nó chỉ có một mình không? Được chưa? Nó chiếm một nửa này. Nhiều khi chúng ta có một cái, muốn có một cái thẻ nào đấy nó căn giữa cái màn hình, đúng không? Nó căn giữa cái màn hình, tức là cái thẻ này nó sẽ lùi ra đây, nó nhích từ bên này hất sang đến giữa này và cái bên này nó không có gì. Được chưa? Vậy chúng ta làm nào? Chúng ta có thêm cái class là ops con trừ sm trừ offset trừ 3. Được chưa? Thử nhá. Con trừ sm trừ offset trừ 3. Offset là lùi vào trong. Thì chúng ta xem. Căn giữa chưa? Thế vì sao căn giữa có biết không? Vì sao căn giữa biết không? Bởi vì cái phần lùi vào trong á, nó chiếm 3 phần rồi. Chiếm 3 cột rồi. Bản thân cái thằng này chiếm 6 cột nữa, đúng không? Thế vậy là mấy rồi? 9. 12 trừ 9 bằng mấy? Phần còn lại là 3 cột nữa. Tức là cách lề bên trái 3 cột, cách lề bên phải 3 cột. Có phải là căn giữa không? Được chưa? Đấy là cái offset. Và cái phần tiếp theo tôi muốn nói chuyện với các bạn. Xong chưa? Chưa hết, vẫn còn nữa. Vẫn còn nữa nhá. Đây, chúng ta có thể làm được như này. Chúng ta có thể làm như này. Con SM SM bằng 8 quên, con SM bằng 6, con trừ XS bằng 4. Được chứ? Tức là sao? Trên giao diện bình thường từ 768 hất lên thì nó là chia đều hai bên. Nhưng mà từ 768 hất xuống một thằng 8, một thằng 4. Các bạn nhìn nó lệch không? Được chưa? Thấy lệch không? Tức là ngoài cái việc nó chiếm 100% ra, chúng ta hoàn toàn có thể setup được hai cái thẻ đứng cạnh nhau nó chiếm bao nhiêu phần ở trên cái giao diện dựa vào từng cái độ rộng của màn hình. Được chưa? Nhiều rồi nhá. Riêng cái grid system này đã tương đối nhiều rồi nhá, còn nhiều cái thứ khác nữa. Được chưa? Chúng ta tùy thuộc vào chúng ta vận dụng nó như thế nào rồi. Tùy thuộc chúng ta cách chúng ta vận dụng như nào thì còn lại công cụ đã chuẩn bị hết rồi. Con XS, con SM, con MD, con LG cộng thêm cái số cái độ rộng của nó là bao nhiêu nữa. Được chưa? Rồi tiếp tục. Tiếp tục. Để, nếu mà tôi muốn hai cái thằng này, nó cắt cách đều ra ở giữa giống như kiểu trang làm sao ấy, thì tôi hoàn toàn có thể là nhét hai cái thằng này trong một thẻ deep có class là container. Đây các bạn sẽ nhìn nó cách đều ra hai bên không?
và nó vẫn cứ chiếm là một thằng này 6, một thằng nữa còn lại cũng là 6. Được chưa? Còn trong trường hợp nếu muốn rộng hết độ rộng màn hình thì sao? Hả? Yên này, sao lại bỏ đi? Không bỏ đi. Nếu muốn trong trường hợp muốn rộng hết, chúng ta có container float. Float là nó sẽ rộng hết cái độ rộng màn hình. Tất nhiên vẫn cách một khoảng. Vẫn cách một khoảng nó chứ không phải rộng hết đâu. Nó rơi vào tầm 90 mấy%. Nó sẽ rộng nhiều hơn cái container. Đây container float này. Được chưa? Đó. Nhìn nhỉ? Tiếp tục tìm hiểu về CSS ở trong cái thư viện Bootstrap. Đây ví dụ trang này tôi demo đúng không? Đây xuống giao diện điện thoại này. Bấm vào đây. Mở ra luôn. Tèo bố GS lắm nè. Đấy là Get Bootstrap rồi. Đây vừa mới xong cái grid system. Được chưa? Tiếp theo đến typography. Này giống hệt thôi. Nhưng mà phông chữ các bạn để ý cái phông chữ. Phông chữ mặc định của nó không giống như kiểu phông chữ của trình duyệt của chúng ta lúc nãy đúng không? Lúc nãy chúng ta mặc định là Times New Roman. Với Bootstrap thì phông chữ mặc định của nó như kiểu là Arial. Nếu tôi nhớ không nhầm. Được chưa? Tiếp theo là cái này nó cung cấp cho chúng ta một hệ thống table. Table này phục vụ mục đích gì? Biết không? Ứng dụng cực kỳ nhiều chứ không phải là nhiều. Hiển thị danh sách. Có chứ. Cái này các bạn đừng nghĩ là chỉ phía front end, chỉ phía client. Phía quản trị dùng table mới gọi là nhiều. Hình dung không? Thì để hiển thị ra danh sách sản phẩm này, danh sách bài viết, danh sách danh mục, danh sách phòng ban ở trong hệ thống này, danh sách học sinh viên này, thì phải hiển thị dạng bảng chứ hiển thị dạng gì? Chả nhẽ viết ULLI à? Đúng không? Cho nên là chúng ta cái bảng dùng rất là nhiều. Thì để có một cái bảng mà nó response đề, thấy không? Đấy, đây là cách thứ hai để làm cái menu. Được chưa? Nhiều cách mà. Rồi tiếp tục, ví dụ tôi sẽ có một cái bảng ở trong cái container này, bỏ container float đi, chúng ta có một cái bảng table. Dạ, table này tôi đặt vài cái header, đây là 1, 2, 3, 4, 2, 3, tôi duplicate thằng tr này lên, duplicate thằng tr này. Giờ chúng ta sẽ có cái gì? Cái bảng của chúng ta bây giờ nhìn nó sẽ rất là kinh. Thấy không? Nhìn rất là nông dân và thô sơ. Nhưng mà bây giờ cho nó thành công chúa này. Đơn giản, ở trong table chúng ta thêm một class và table vào. Lung linh chưa? Kéo vào. Thỏa mãn chưa? Đây là dạng bảng cơ bản. Với một class chúng ta có thể là làm cái table trông như này, rất là đẹp đúng không? Bây giờ bảng kiểu khác nữa nhé. Còn bảng kiểu khác này, strip pro, strip pro, tức là dạng như này. Cái này các bạn có nhìn rõ nó màu xám thấy không? Dưới màu trắng này không hả? Rồi chúng ta thêm cái class là table stripped vào trong cái table. Đây này phải thêm vào đây này, đây như này này. Đừng xóa cái này đi nhá. Đừng xóa cái này nhá. Đừng xóa class table đi. Mà thêm cái table stripped vào trong cái bên cạnh cái table á. Được chưa? Giờ tôi thêm nhân lên cái thẻ tr này, tôi nhân lên. Các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là tuyệt vời. Table về dưới và cái ngang stripped. Đây. Thấy không? Được chưa? Đây, table stripped.
Yên tâm, cứ hay đi rồi tí nữa phải làm mà. Em thấy còn hay hơn. Khó mình làm được mới gọi là sướng. Làm những cái dễ làm gì? Được chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Chưa hết về thầy bồ đâu, còn thầy bồ còn nhá. Chưa hết đâu. Này, border table. Đây là dạng border này. Thì thêm một class như này. Thêm một class như này. Thêm vào table border. Thêm vào đây, tôi thích thêm vừa có strip vừa có border cũng được. Cứ nhét vào thôi, bởi nó không conflict nhau. Cho nên chúng ta nhét vào thoải mái. Thấy không? Nó không conflict nhau. Thế còn trong trường hợp chúng ta muốn chỉnh một cái độ rộng của một cái thẻ nào, một cái cột nào đấy nhá. Đây là cái này hay này. Trong trường hợp chúng ta muốn chỉnh cái độ rộng của một cái cột nào, ví dụ cột này nó to quá, cột này chỉ chứa ID nhưng mà nó to quá như này không hợp lý, đúng không? Thì tôi hoàn toàn có thể là set width cho cái thẻ TH thôi. Set cho TH width bằng 100 chẳng hạn. Thấy không? Còn lại những thằng khác tự chia nhau. Những thằng khác tự động chia nhau, còn riêng thằng này là chỉ có 100 pixel thôi. Được chưa? Và chỉ set cho duy nhất một thằng header là tất cả những cái thằng nằm ở dưới cái cột đấy ăn luôn. Đấy là cái hay của nó. Thế tôi giảm còn 70 thôi, 70 pixel. Đẹp hơn tương đối. Được chưa? Đây là border. Vừa có stripped, vừa có border. Bây giờ còn hay hơn nữa này. Đúng không? Còn hover và thay đổi nữa. Table hover. Hết hover vào cột nào bôi thay đổi màu cột đấy, được chưa? Xong chưa? Được chưa? Dễ không? Cũng dễ. Biết rồi, biết dùng rồi thì dễ cực kỳ. Yên tâm với các bạn, biết rồi thì dễ cực và dùng rất là sướng. Tiếp tục. Còn, vẫn còn con đen đấy. Nhưng mà thôi, dẹp. Con đen tức là đánh số này. Nó tự động đánh số chúng ta. Được chưa? Nó tự động đánh số này này. Chúng ta phải thay nó thay cho cái thuộc tính ID của chúng ta đi. Vậy thôi, nó không có gì cả. Tiếp theo, contextual class. Contextual class. Thì đây các bạn nhìn đây. Đây là class là bình thường này. Class màu xanh này. Ở trong Bootstrap nha, nó có 4 1 2 3 4 5 cái màu. Nó có 5 cái màu cơ bản. Không tính cái màu trắng nhá. Không tính cái màu trắng là màu không có, nó cũng hiển thị màu trắng thì không chơi. Nó có 5 cái màu cơ bản. Màu đầu tiên là màu active, là màu này. Đây, màu xám xám này. Là màu active. Màu thứ hai là màu succeed. Nó không chơi kiểu BG green, BG blue như tôi đâu nhá. Mà nó sẽ chơi kiểu là BG primary, BG succeed, BG danger, BG warning. Kiểu vậy. Thì chúng ta có succeed là màu xanh, info là màu da trời, xanh da trời nhạt, nhá. Primary là màu da trời đậm, warning là dạng màu vàng. Nếu mà kể các bạn để một cái button là dạng warning ấy, btn trừ warning ấy, thì nó sẽ là màu vàng đậm và hơi lai lái màu cam, nhá. Warning tiếp theo là màu danger, là màu nguy hiểm, tức là màu đỏ. Đấy, nó có bằng đấy cái màu. Được chưa? Đó. Tiếp tục. Về cái table xong rồi, về màu xong rồi nhá. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Chúng ta vừa mới học về grid này. Rồi thì là table này. Rồi thì là các màu ở trong CS, ở trong CS này, của Bootstrap này. Rồi còn shift table này nữa. Kệ, chạp đi. Form. Form sau này các bạn sẽ phải dùng rất là nhiều ở trong trang backend. Dùng cực kỳ nhiều, thêm sản phẩm, thêm sửa sản phẩm đều phải dùng form cả. Nhá. Những cái gì liên quan đến thêm sửa là bắt buộc phải có form. Thì form chúng ta có vài cái loại form basic,
đây là basic example đâu nhỉ, đây đây là basic form. Basic form của nó cơ bản chỉ là tạo một cái form ra. Đây tôi thử nhá, để tôi copy cái bơ mới này, rất dễ thôi, tôi comment cái mới này vào nhá. Tôi lại có một cái thẻ div nữa, có class là container, trong này là chứa form, tôi có một cái thẻ form, dẹp mấy cái action này chưa cần dùng này, form này. Trong form thì chúng ta hay thường có một cái label và một cái input dạng gì gì đấy, đúng không? Thì chúng ta mỗi một tổ hợp đấy chúng ta sẽ nằm trong một cái div có class là form trừ group, nhóm các bạn, đây là một nhóm nằm trong form. Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể là có một cái label, label for và username này ạ. Label đây là username hai chấm. Ở chúng dưới này chúng ta có một input. Input này type thường bằng text hay bằng radio button hay cái gì gì đấy kệ các bạn. Nhưng mà thằng input ở dưới nó bắt buộc phải có một class bằng form trừ control. Placeholder là username. Như này. Tổ hợp rất dễ thôi. Thẻ div chứa thì là form group. Class là của cái input thì là form control. Mỗi thế thôi. Cái này ví dụ như trở trang client thì chúng ta hoàn toàn thể làm được, cho cái form là form liên hệ, form nhận tin, đăng ký nhận tin. Được chưa? Được chưa? Test nha. Nó trông như này. Nhìn nó dài ngoãng không? Dài quá, quá quá thể đáng luôn. Này không ổn. Đúng không? Này không hề ổn tí nào. Nếu mà cho, nếu cái form của chúng ta chỉ là form đăng nhập thì có mỗi hai cái field thôi. Mà để nó dài ngoãng như này thì chết. Đúng không? Cho nên chúng ta phải co nó vào. Thế co vào nha. Côn. Chúng ta hoàn toàn để tách cái này vào trong một cái thẻ div con là có con trừ xs trừ con sm trừ 6 này, sau rồi con trừ sm trừ offset trừ 3, sau nhét cái div này vào tự động nó sẽ con nhỏ lại vào mới được, dễ chịu hơn đúng không? Hoặc là có thể nhỏ xuống con 4. Đấy, thích thì còn 4, offset cũng 4, hợp lý hơn rất là nhiều. Username và password như nào đấy tùy. Sau đó nếu mà có password thì lại duplicate một cái thằng form group này ra. Đây là password này, trong này là placeholder là password, text này là password. Sao? Bởi vì chúng ta đang có cái form của chúng ta nằm trong cái thẻ con sm4 này, cho nên chúng ta không duplicate nó ra. Nếu duplicate ra là dở thôi. Đây, giao diện như này. Username và password. Offset nó ra thôi. Sau này chúng ta ở trong cái form nếu mà nhiều field quá chúng ta phải chia đôi. Chia đôi mỗi một nửa là một vài thông tin, bên nửa bên này một vài thông tin. Chúng ta có thể tách cái côn 4 hoặc là côn 6 thì hai bên mỗi côn là mỗi thẻ div là 6, trong đấy chứa một vài cái form group. Chuyện bình thường.
Ok không? Thế về cái form của chúng ta, dùng Bootstrap nó cũng dễ đúng không? Nó hướng dẫn hết bố rồi, giờ chỉ có đọc xem nó như thế nào thôi, tôi cũng lười đọc lắm rồi. Chưa? Bỏ qua phần còn lại nhá. Ví dụ chúng ta chú ý form, chúng ta cần chú ý hai loại sau. Và thứ nhất là form basic là hiển thị theo dạng ở trên dưới, cứ hiển thị lần lượt theo dạng trên dưới. Loại form thứ hai cần phải lưu ý nó là horizontal form, đó là hiển thị theo dạng là các cái field nó sẽ đè lên nhau nhưng mà label và text nó sẽ ngang nhau. Cái này nó khác so với thằng kia một chút, đó là cái label, các bạn để label nó vẫn thế nhưng mà nó sẽ có một cái col hm bằng 2, là cái thẻ label của bạn chiếm bao nhiêu độ rộng, được chưa? Ở ngoài vẫn là form group nhé, nhưng mà label của bạn chiếm bao nhiêu độ rộng thì bạn vẫn set col cho nó như bình thường, và có thêm cái control label nữa là nó sẽ tự động nó hất rìa bên này, căn bên từ bên phải sang, được chưa? Đấy là cái thẻ label. Còn cái input thì chúng ta bắt buộc phải đặt trong một cái thẻ col hm 10, ví dụ cái thằng này bằng 5 thằng này phải bằng 7, ví dụ thế, được chưa? Sau đó là chúng ta có vẫn là input form control như bình thường, không khác gì cả. Đấy là cái form horizon và cái form chứa cái kiểu như này phải có class là form horizontal. Vậy thôi. Được chưa? Cái form kiểu như thế này người ta rất là hay dùng. Rất là hay dùng luôn. Được chưa? Vậy thôi. Focus disable. Chúng ta muốn disable một cái field nào đấy thì chúng ta không nhét cái thuộc tính disable của input, ví dụ như kiểu là disable của input nó như này. Disable trông nó như này. Đấy, nó không edit được. Thấy không? Muốn không sửa chỉnh sửa gì được, chỉ hiển thị thôi thì là như này. Nhưng mà với CSS chúng ta cũng làm được cái việc đấy. Thêm class là disable vào. Thấy không? Ủa, không thêm vào. Điêu. Bọn này lừa mình à? Đây coi nào. À đây. Nó vẫn giống như mình mà. Đây, disable. Này muốn disable thằng này đi thì disable. Và nó sẽ không cho chỉnh sửa nữa. Có những lúc cần này nhá. Có nhá. Biết lúc nào? Hả? Đúng không? Chính xác. Update thì không ai update cái mã sản phẩm. Hoặc là update thì chúng ta khi mà chúng ta đăng ký ấy, nó sẽ có một cái gọi là cái captcha. Hiểu không? Thì captcha hoàn toàn các bạn có thể set bằng một cái input và disable input đi. Người ta không sửa được. Đúng không? Để coi nào xem còn read only này cũng hay này. Read only này. Là chỉ có đọc được thôi chứ không sửa được, giống như thằng disable. Disable còn không kích vào được cơ. Thấy không? Nó sẽ hiển thị cái dấu tròn sượt này. Còn read only thì các bạn bấm vào đây nó vẫn bấm được. Nói chung là vẫn bấm được, copy được. Còn ở trong này gần như các bạn không copy được. Khó, rất là khó. À đây, validate state. Thực ra cái này nó không có gì gọi là cao siêu à. Chỉ là chẳng qua nó là thay đổi cái đoạn màu của đoạn text này thôi. Đây là text has error thì text chuyển sang màu đỏ, has warning thì text chuyển sang màu vàng, được chưa? Còn has succeed thì chữ chuyển màu xanh, có mỗi thế thôi. Và cái này dùng cho thẻ span, được chưa? Span hoặc label tùy. Đây, còn cái trò này cũng hay này, thấy không? Cái này hay không? Này a còng a kiếp quăng vào trong này, được chưa? Thì cái Bootstrap nó giúp chúng ta làm cái việc này. Đây tốt nhất đấy, đừng có xem ở dưới, xem đây. Chuột phải inspect vào, đây đúng input không? Copy nguyên một cục này. Đây copy nguyên cục input group này. Copy outer HTML. Paste pole vào đây là xong. Dù input này. Xong phim. Thấy không? Thế cho nó nhanh. Chứ đừng có mà nghịch ngu mà đi copy tìm đến bao giờ mới tìm được cái mớ dưới này. Nhá. Đây thực ra tìm nó cũng nhanh thôi nhưng mà tốt nhất là copy luôn. Bằng chứng đấy copy luôn, inspect copy luôn nó nhanh, đỡ mệt. Control sizing. Đây input nó có cả input LG này, bạn thấy không? Input LG, input SM này.
nhá. Thì là nó sẽ là tùy chỉnh cái độ rộng của thẻ input của chúng ta. Tiếp theo đến phần tôi rất là thích và tôi thuộc nhất là cái phần này. Đó là button. Thuộc nhất là cái phần này luôn. Ví dụ chúng ta có một cái div cũng là class là form control. Trong này chúng ta có một cái class là text center, tức là cái này nó sẽ xếp thuộc tính là text align center cho cái thẻ nào có cái text center này. Thì tôi sẽ nhét vào đây cái button type bằng submit chẳng hạn. Được chưa? Trong button này có submit. Trong này chúng ta muốn nó là nếu mà để bình thường nó trông như này, trông rất là kinh. Ủa sao này ta? Password đây là cái gì? Control cái gì nhỉ? À rồi đây rồi. Chúng ta có cái thẻ div. Đây nhìn submit không? Nhìn rất là xấu bẩn. Đây, chúng ta muốn cho nó đẹp đẽ lên một tí thì chúng ta sẽ có cái class là btn. Mỗi thế thôi. Là nó chuyển như thế này. Kinh không? Đây là quá kinh rồi, chỉ thêm có 3 cái ký tự mà nó format lại cho chúng ta cả một cái button thì chả kinh. Ngày xưa tôi thèm muốn cái này lắm. Thèm cực kỳ. Bởi vì tôi rất là lười code CSS. Cho nên là nó làm cho tôi cái thư viện như này tôi sướng lắm, tôi dùng suốt. Và thuộc nhất là cái bể tình. Đó, bây giờ muốn BTN mà cái button của chúng ta nhỏ đi hay to ra thì lại BTN trừ cách ra BTN trừ LG nó sẽ tự động có to. Đấy. Được chưa? Còn SMXS thì nó nhỏ vào thôi. Vậy thôi. Nếu muốn button của chúng ta có icon thì nhét cái phông awesome vào hoặc là ghét nhét cái glyph icon vào là được. Tí nữa tôi hướng dẫn các bạn sử dụng glyph icon này dễ hơn cả phông awesome. Tiếp nhá. Bây giờ cái màu chúng ta đã có độ cái định dạng button rồi này. Độ lớn button này, bây giờ còn cái màu đúng không? Thì btn trừ succeed trừ nhá. Succeed nó chuyển sang màu xanh. BTN trừ danger là button sang màu đỏ, BTN là warning là màu vàng, BTN trừ info là màu xanh da trời, BTN primary xanh đậm, xanh da trời đậm. Tôi rất thích cái màu succeed và màu info. Rất thích hai cái màu này. Được chưa? Không nhỉ? Rồi, tiếp tục nha. Sao bây rồi? Rồi. Cái button này nó có thể là button dạng link nhé. Button này. Đúng nhỉ? Cái button đây. Đây là thẻ button nhá. Đây là thẻ button này. Nhìn thấy không? Như cái chữ link không? Đây. Button type button này class là btn link. Nó dài như này. Đây là fake link. Đây là button đấy. Các bạn nhớ nhá, đây là button nhá. Button có thể fake link và link có thể fake thành button. Ví dụ như này. Tôi sẽ để cho một cái thẻ A đây đúng không? Address bằng thăng này. Title bằng cái gì tôi không quan tâm. Cái class bằng btn trừ cách btn trừ danger và btn trừ sm đi. Thằng này tôi đổi thành sm cho nó nhỏ nhỏ đi. Đây là text là cancel. Đấy. Đây là link mà. Link nhưng mà fake thành button. Được hết. Quên hết. Button fake thành link và link fake thành button đều được. Tiếp tục optimize active state disable rồi disable state đây image đây là ba loại image nó hỗ trợ, nó chỉ hỗ trợ ba loại ảnh thôi, ba cách hiển thị ảnh thôi. Ví dụ ảnh có ảnh round được, tức là cái này nó bo góc
bó góc chúng ta khi mà hiển thị ra, cho thêm class img rounded vào. Tiếp theo là img circle, cái này dùng để cho những cái chỗ nào còn nhớ không? Thử nghĩ cái chỗ này, cái hình tròn này dùng cho chỗ nào? Đúng rồi, dùng cho avatar là chủ yếu. Còn cái img thumbnail là biết dùng cho chỗ nào không? Không. Thumbnail là hình nhỏ, thường thường nó dùng cho cái phần ví dụ như kiểu này, thế giới di động, di động đấy, ở đây rồi vào một sản phẩm đây này, nó dùng cho phần này, thumbnail mai dùng cho cái phần này, phía chân phía dưới này. Đây là thumbnail chưa? Rồi xong, đấy là hết về CSS, hết rồi, có mỗi thế. Đây còn à, quên nhầm, còn helper class này hết rồi sao? Class này, đây, đây là BG, đây là thẻ BG primary thì màu này, để BG succeed, BG info, BG then warning, BG danger, close icon, caveat, đây chính là cái nút mũi tên lên. Mũi tên lên của chúng ta hôm trước ở cái menu nó có sẵn luôn đó. Center này, clear fix này, đây clear fix là nó sẽ xóa bỏ cái tác động của thằng của float đi. Chúng ta có cái class là clear fix luôn, gì nó không nhỉ, để tôi coi đây, visible ngược lại với hidden thì là visible, được chưa? Visible thì là visible xs trừ bao nhiêu đấy, là ở cái màn hình extra small, tức là nhỏ hơn 768 pixel thì nó sẽ được hiển thị, được chưa? Thì chúng ta ngoài ngược lại với visible là hidden, ngược lại với visible là hidden, vậy thôi, hết rồi. Đây các màu xong, chuyển sang phần nữa là phần này cũng rất là quan trọng với chúng ta về CSS, đó là component. Component đầu tiên, component về các button, các cái primary, các cái icon. Ví dụ tôi muốn lấy cái icon hình này, hình cloud này, tôi nhét vào trong button của tôi, thì đây cái button này submit đi đúng không? Tôi để đây một cái thẻ là thẻ span, có class là bằng clip icon clip cloud, mỗi này thôi, vứt lên, thấy không? Thành cloud luôn, giống không nào sừng không, nhưng mà nó khác một cái là text, một là text nó dài hơn để hiển thị một cái hình thì text nó dài hơn, hai là cái thẻ nó khác nhau, ba là cái thằng này, cái thằng của nợ này không có nó chỉnh độ lớn của giống như thằng không nào sừng. Không nào sừng còn fa trừ 2x 3x 4x đúng không, nhưng mà ở thằng clip icon này không có, không có đâu, được chưa? Đây là clip icon, trong này nó có hệ thống icon tương đối nhưng mà nó không chuyên hẳn về icon giống như là không awesome, cho nên là nó không có công cụ chúng ta tìm kiếm, được chưa? Drop down cái này thì chúng ta phải dùng với để các bạn đọc này. Toggle xuống, nhưng mà phải dùng với drop down JavaScript plugin, tức là cái này phải có JS thì chúng ta tạm thời chưa dùng đến, bỏ qua. Button group này, đây chúng ta có cái nap đâu nhỉ, AV thì chúng ta có cái tab này, đây tab này, ủa không có demo à? Cái này chắc phải ở trong JavaScript sẽ có. Đây nap 3, đây cả một cái menu, cả một cái menu nó dựng sẵn, chúng ta chỉ copy cái đoạn text này về sửa thôi. Ví dụ nhá, làm một cái menu nhá, copy hết kiểu này, đây copy hết này, muốn menu có menu ngay thì đi xong menu nhanh hơn đâu, chỉ style lại cho mấy thằng này tí là xong.
đúng không? Copy lại, dùng lại là nhanh nhất, không việc gì phải chỉnh sửa cái gì cả. Xong chưa? Đấy là cái menu, không biết nó có responsive, nó có thu nhỏ không? Đây. Tất nhiên cái này thiếu JS cho nên nó không bùng ra. Đây. Thế hamburger chưa? Tất nhiên khi các bạn thêm bootstrap JS vào nó sẽ bùng ra. Đây cho đây là tầm màn hình là XS. Nó sẽ tự động co nhỏ như này. Còn các màn hình khác nó vẫn hiển thị được. Đấy là về cái menu. Chúng ta hoàn toàn thì tận dụng được cái ưu thế của nó. À, ngoài ra để tôi coi còn cái gì nó. Brand item này. Breadcrumb này các bạn không biết nó cũng giỏi. Breadcrumb này là đây trong cái này gọi là breadcrumb nhá. Cái này chỉ cần biết thôi chứ chưa cần làm. Breadcrumb ấy là cái đường dẫn thư mục đến một cái bài viết nào đấy. Ví dụ từ home này. Home sược sản phẩm mới sược fix nước dạng đông, ví dụ thế. Đúng không? Thì là đường dẫn đến cái thư mục hiện tại. Cái này để giúp làm gì? Giúp làm gì các bạn biết không? Đây nó chính là cái này. Giúp làm gì? Bấm vào đây này. Thì nó quay lại cái danh sách sản phẩm về điện thoại cho nó nhanh. Được chưa? Nó để người ta mà phải lên đây người ta hover, người ta chọn ấy, nó lâu lắm. Cho nên là breadcrumb nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến SEO. Nếu tôi nhớ không nhầm. Breadcrumb. Tiếp theo phần pagination. Nhìn thấy phần này quen không? Gần như ở đâu cũng có, đúng không? Pagination thì copy code, copy phần này ra, copy về thẳng ra phát là xong. Hết phim. Label không còn cái gì. Next page này label để tôi coi không có cái gì. Cái page budget. Page này chúng ta có quen không? Chúng ta chắc chắn là chưa gặp. Có gặp thì gặp ở trong Facebook. Facebook notify là gặp rồi. Nhưng mà ở trên web chắc chúng ta ít. Ở vì cái này thường thường là có trong trang quản trị. Trang quản trị nó trông như này. Đây, trông này. Được chưa? Cái này cũng dựng bằng bootstrap đấy. Đây, trông có như này. Đang có 7 notification này, 4 email này, 3 lịch làm việc này. Đấy, thường thường ở trong này. Đây, inbox có 3, my task có 7. Ví dụ thế. Được chưa? Thì đấy là cái basic này. Tiếp theo là Jumbotron thumbnail. Đây, cái thumbnail này. Hết rồi đấy. Tạm thời về CS chỉ có dựng lại ở đấy thôi. Thì chúng ta chắc là không dùng đến cái thằng Progress này đâu. Chưa dùng đến. Sau này dùng ở trong cái phần mà liên quan đến bảng biểu. Chúng ta mới cần ra. Được chưa? Để xem Media Object có cái gì không? Panel chắc cũng ít dùng. Đấy. Ok. Với bằng này thứ. Các bạn sẽ tiến hành dựng lại cho tôi cái trang làm sao.com từ giờ cho đến hết ngày thứ 3. Đứa nào dựng được trong 9 giờ vậy? Từ giờ đến 9 giờ vậy. Làm được thế thì ông giỏi quá, ông lên ông dạy hộ tôi. Từ giờ cho buổi sau chúng ta học là thứ 5 đúng không? Từ giờ cho đến hết thứ 5 tuần sau. Được chưa? Từ giờ cho đến hết thứ 5 tuần sau chúng ta phải dựng cho tôi được. Ví dụ làm sao? Một là trang chủ. Hai là trang danh mục. Trang danh mục như này. Không hề khó, trang này không hề khó, dễ hơn trang chủ cực kỳ nhiều lần. Được chưa? Ba là trang chi tiết bài viết. Cái này còn dễ hơn thật đấy. À, để coi nào. Còn cái gì? 4 là cái này, 4 là trang đăng nhập nhưng mà để nguyên nó một trang nhé, chứ không cần phải mua đồ như này đâu. Mua đồ này các bạn chưa học JS các bạn chưa làm được. Được chưa? Thì 4 là trang đăng nhập và đăng ký. Đăng nhập thôi. Đăng nhập với đăng ký thì đều được, tùy các bạn. Cái này cũng dễ. Chưa thấy ở đây có cái gì khó.
Ông nào làm rồi cho tôi xem là có cái gì nào khó. Breadcrumb phải làm nhá. Nhớ tôi cái breadcrumb này cũng phải làm này. À. Tìm kiếm chán thế. Đây rồi. Đây. Trang này nữa. Trang tìm kiếm nữa nhá. Đây, các bạn làm cho tôi thêm một trang tìm kiếm này nữa. Đó. Trang chủ, trang danh mục, trang chi tiết, trang đăng nhập, đăng ký, trang tìm kiếm là 5 trang. Làm nào làm. Từ giờ đến hết thứ năm. Được chưa? Nếu một nửa lớp xong thì tôi sẽ góp 300.000 vào quỹ lớp. Nếu mà hả? Nếu mà trên một nửa lớp làm xong và tôi duyệt được thì nó có 300.000. Còn nếu mà không làm xong, nếu không làm xong thì những người mà tôi chấm điểm điểm thấp nhất, mỗi người sẽ nộp 30.000. Thấy chưa? Top 10 người thấp nhất để làm sao cho quỹ lớp phải được 300.000 vào trong đấy sau bài 1 này. Được chưa? Và đây sẽ kết thúc cái phần dạng phần đầu tiên về giao diện của chúng ta. Được chưa? Bạn nhớ là website là phải có responsive nhá. Sắp xếp kiểu gì sắp xếp. Đã dùng Bootstrap là phải responsive. Nhá. Đấy, học của nó. Kéo responsive ra. Dễ mà. Không có gì đâu, cái phần này nó không khó. Cái này các bạn chưa cần làm nhá. Cái phần menu bung ra là chưa cần làm. Được chưa? Bởi vì các bạn chưa học nên chưa làm được. Nhá. Rồi, bắt đầu ngồi làm đi. Còn chờ đợi gì nữa? Đến buổi sau nữa, tức là sau cái buổi ngày thứ năm nữa chấm bài, và buổi ngày thứ chủ nhật tuần sau tôi sẽ bắt đầu dạy về JavaScript, thì đấy nó mới là bắt đầu vào ngôn ngữ lập trình liên quan đến logic, thì bắt đầu có biến, có hàm, có vòng lặp, có câu lệnh rẽ nhánh, có thuật toán, nói chung là lằng ngoằng với debug các thứ các kiểu ở trong đấy, thì là chuẩn bị tinh thần. Bắt đầu vào học lập trình thì chúng ta học cẩn thận hơn, phải học cẩn thận hơn HTML, CSS này. Rồi làm đi. Còn ai thắc mắc gì không, hay là có ai cần tư vấn gì về cái đề tài của chúng ta trong cái đề tài của chúng ta về cái giao diện và về chức năng không? Có á. Rồi ai có? Không có đây. Không biết fetch dữ liệu cả. Thế mà cũng hỏi em lợi anh. Tức là anh chỉ cần bấm vào một trang là tìm kiếm trong HTML. Ừ. Được chưa? Ta gọi là fake thì chúng ta làm giao diện đấy. Lưu ý này, khi mà làm giao diện đấy, những cái nào mà liên quan đến tìm kiếm của nó mình không lấy ra được đâu, thì mình fake tính ra đấy, không sao cả. Được chưa? Và các bạn sau khi học xong cái phần này, học xong CSS thì mà lần nếu mà bạn nào có thời gian thì nên đi làm luôn cái phần này. Thật đấy. Sinh viên của tôi đã có những cái bạn mà học xong phần này xong đi làm nó bỏ học luôn. Thật đấy. Đây này, đây là một bài của cựu sinh viên này. Đây của cựu sinh viên này. Đây là mới giao diện đấy nhá. Sẽ làm dự án này, nhưng mà mới chỉ giao diện đấy nhá. Đây là trang chủ này. Đây là trang chi tiết một cái địa điểm này, map này, giờ mở cửa các thứ các kiểu này, tất nhiên responsive, được chưa? Các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được những cái thứ như này với chỉ CSS nhá, không hề khó. Rồi thì đây là trang quản trị này, đó, có khó đâu, có gì đâu. Đây cài đặt địa điểm này, thông tin này, danh sách sản phẩm này. Đây cũng chết này, nó đang dở hơi này. Đấy, nó không hề khó, nên những cái thứ này rất dễ. Danh sách nhận xét thì dễ rồi. Thêm sản phẩm. Đây mới chỉ là HTML, CSS nhé. Chưa có cái mẹo gì cả. Các bạn hoàn toàn có thể làm được, và bê cái này đi phỏng vấn thì thằng nào chả sướng, nhìn cũng chả sướng. Tất nhiên là cái thằng này thì nó học tôi từ cách đây độ khoảng 2 năm rồi. Nó học cách đây 2 năm rồi, bây giờ nó hơi mệt rồi. Không tính. Và bây giờ nó đang start. Đó.
đang làm một nhóm để làm startup rồi thì nó khá lắm rồi. Còn các bạn thì hoàn toàn có thể bắt đầu từ những cái này đi, làm đi. Không làm thì đến bao giờ chúng ta mới có sản phẩm và đi phỏng vấn được. Rồi bắt đầu đi, có bạn nào hỏi gì không? Hỏi là chỉ cần đến thứ năm có bạn là được không? Tất nhiên, làm sao để tránh cho mình rơi vào top 10 người thấp điểm nhất? Đấy. Đi đó. Cho nên là chủ nhật và thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả ngày thứ năm nữa mà không xong nữa thì thôi chị thân đi. Thứ năm tôi chống ở đây. Phải lên đây mang máy cho tôi chống. À, tôi cũng đi dạy cả ngày rồi, tại sao tôi phải chấm bài không ạ? Tranh thủ một cốt. Nhưng mà sau này, tôi lý do, tôi nói thật đấy, sau này khi bạn đi làm ấy, người ta ra cho các bạn về những thứ gì đấy thì một là các bạn trả lời là không làm được, em không đủ thời gian để làm. Hai là làm cho xong đi, chứ đừng có lý do. Ví dụ như đã nhận rồi ấy, mà ví dụ như sau 3 ngày người ta yêu cầu bạn trả giao và 3 ngày mà chưa xong, ok bạn có thể làm. Anh cho em xin thêm một khoảng thời gian một ngày. Xin hẳn như thế, cho em xin một ngày một ngày, bởi vì phần này khó, mày sẽ tưởng tượng của em cả. Hoặc là cái một cái công nghệ đó các bạn khó quá, chưa tìm được, ví dụ chưa làm được, hoặc là cần thêm thời gian một tí. Đừng có một lý do gọi em đóng đẻ hay là bố em đang ở nhà hát hơi sổ mũi. Người ta không thích nghe lý do đâu. Được chưa? Không thích nghe lý do đâu. Cho nên là chúng ta khi trước khi làm cái gì đấy phải estimate được. Cái kỹ năng estimate nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì estimate ấy, các bạn sẽ đánh giá được. Thứ nhất, đánh giá được năng lực của mình và một công việc để các bạn làm trong bao lâu. Được chưa? Làm ăn phải có chữ đi. Bảo làm, không làm thì thôi dẹp. Thế cho nhanh. Được chưa? Cái thứ hai nữa là khi sau này khi mà làm lập trình chắc chắn các bạn sẽ nhận được dự án ngoài, đúng không? Chứ không thằng điên nào đi làm lập trình xong về ngồi chơi đi học cả tối chuyện này. Thường thường là sẽ khi mà đi làm xong một năm ngày tối về làm những dự án khác, một tuần cho mình nghỉ ngơi được khoảng 2 ngày không đó. Sau về nhận dự án ngoài thì nó sẽ liên quan đến việc là các bạn phải thiết kế chức năng rồi thì là estimate thời gian cho dự án này và bao lâu sau thì bán ra người ta. Chứ còn là ra ngoài làm mà còn ký hợp đồng các thứ kiểu không làm, làm muộn nó trừ phần trăm trên tổng số tiền chúng ta nhận được. Và thậm chí là nếu mà các bạn làm fail ấy, nó phải đầy đủ hợp đồng. Nếu mà làm không quan trọng thì cái kỹ năng estimate nó là kỹ năng rất là quan trọng. Để biết được một cái màn hình nào đấy hoặc chức năng nào đấy mình làm trong bao nhiêu lâu thì xong. Nên biết như vậy. Được chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì về đề tài? Hai bạn có đề tài gì không? Không từng ước mơ làm một cái website nào đấy. Bán quần áo nào? Làm rồi thì làm bằng JavaScript. Đâu, xem nào. Gặp lại. Là làm ai? Còn gì nữa? Không còn ước mơ gì. Nhớ thứ năm nha. Làm luôn đi. Bạn ngồi dưới có mong ước gì không? Làm đi. Muốn làm. Làm cái gì cả thế. Để skill của mình. Vì khi đi học thuật bạn có rất là có lợi thế. Thử nghĩ xem. Có cái nào hay. Mà thử vừa skill và làm website thì skill được nhiều nhất. Một là làm cái này. Hai là làm về quản lý em kiểu dạng là ERP là quản lý trong doanh nghiệp, có thể là quản lý đầu tiên là cái tất cả những thứ liên quan đến quản lý đều phức tạp. Cho nên là nếu có muốn làm thực sự làm thì em làm những thứ liên quan đến quản lý đã tốt hơn. Sống tham vọng vào và thứ năm chơi thôi.
chưa? Làm xấu. Giao diện xấu à? Dừng lại đi, ta tranh thủ dừng lại đi. Thiết kế lại đi về. Tăng nữ. Tăng chuyện à? Tăng gì? Đặt tên là gì? Tôi đang đọc chuyện. Đúng rồi. Đâu mà? Đẩy ngay cố định với nhau nha. Không biết đẩy à? Luôn. Đẩy lên, cái đủ là khó nha. Bây giờ có được đẩy không? Chúng ta làm ngay đi. Chỉnh là không, bạn nhầm. Không có gì là đơn giản. Ví dụ như nào là đơn giản trong hệ thống có những chức năng. Tôi không biết chẳng chuyện có chức năng gì. Bạn nhìn có những chức năng chức năng gì. Nên chẳng dụng là tìm kiếm chuyện này. Vào danh sách một bộ chuyện này. Đúng không? Xem chi tiết của chẳng chuyện này. Comment này. Đánh giá nó dạng từ đây là danh danh một tuần, có tháng có tuần, đấy là việc quay, mỗi là việc quay, đúng không? Cái con việc quản trị đó, đã làm thì phải làm cả ngoài lẫn trong, ngoài chỉ làm phía à, nha. Ví dụ như ở trong nhá thì sẽ có một lâm nhập này, đúng không? Hai là trang dashboard này, trang dashboard nó sẽ chính là cái nơi để tổng thống kê. Ví dụ trong hệ thống của mình có bao nhiêu trang chuyện, có bao nhiêu comment, đúng không? Có bao nhiêu bộ chuyện này, rồi thì là các cái công việc đang chuẩn bị phải làm. Ví dụ như là có bao nhiêu member ở trong hệ thống và có thể thống kê được là trang của mình cái mức truy cập trong ngày, từng ngày đã được rồi là cái trang dashboard nhá. Ông chưa tính là tập đoàn phải kê khoảng như danh mục phải kê sổ sáu danh mục kiểu là mạng xã hội ấy. Vậy bạn có quản lý được cái khi mà làm mạng xã hội cũng bị nguy hiểm chúng nó đang chuyển sách lên bạn và các người đi cùng là bạn chắc đấy chứ rất là nguy hiểm khi mà làm mạng xã hội bạn đã phải biết đấy. Facebook nó là mạng xã hội nó phải có nguyên một độ nó trả lương rất cao cái hồi đấy suốt ngày ngồi xem những clip và xem những cái ảnh nó liên quan đến những cái thứ 18 cộng, một là sách, hai là về bạo lực, ba là về chiến tranh, nó ngồi nó xem những clip suốt ngày luôn và áp lực lên tâm lý nó rất là lớn, bạn có đủ khả năng để làm những cái không? Thì anh suy nghĩ, hỏi có một công cụ ở đấy giúp mình check, không thì là kéo, thì phụ lúc nào biết không? Trước tôi không anh đi làm một website form sách nhưng mà bởi vì thấy doanh thu nó cao lắm, thật một tháng nó rơi vào gần mấy trăm triệu một chuyện bình thường, nhưng mà thấy ở đấy ông kia ông đi dạy võ thế là mới thấy ông quen bà luật sư để bà ấy đi thủ nói chuyện, bà kêu là tôi sẽ ngay cái đấy đi 5 năm rồi thế thôi vậy. Tại Việt Nam, nhưng mà Việt Nam rất nhiều thằng nào kiểu là trộm thật. Nó chưa đủ to ra phía trên, chưa sợ đến kiếm ăn ra được. Ok. Thì thôi được đi. Cái đấy nó ở nước ngoài, còn quản trị hạn chế nó là toàn ra nước ngoài. Doanh thu của nó, doanh thu từ quảng cáo nhé. Là rất là kinh khủng. Chưa tính theo này nó là tiền. Nó có giàu không? Việt Nam đến lúc mà phải quá luôn mình. Thì Việt Nam thôi. Thiên địa chẳng có, chẳng có thằng nào biết, chẳng biết gì cả. Mẹ, tôi vừa mới nói xong, không biết. Đang lên dây quay dựng lại từ đầu, tận dụng được một CS nào thì được. Là nhớ, rất là xin, tôi luôn phải nhớ. Được rồi.
Không, khi mà bạn được góp tìm kiếm ở trên nhé, không theo nhé. Ví dụ bạn không gõ cái gì bạn bấm vào đây này, thì nó link sang cái trang này. Đó, bạn giải. Nếu link sang cái trang này thì mình sẽ hiển, mình sẽ copy ảnh, copy text các thứ kiểu lên cái trang. Chứ không nhất thiết là phải sớm chính xác từ những cái từ như này. Đó, được chưa? Là template thôi mà, cái dữ liệu đấy. Mình làm cái worksheet thì mình làm cũng được rồi, không nên làm được rồi. Làm cái câu của worksheet thì mệt. Dạ. Làm đi, có phần gì không hiểu thì hỏi. Bài quiz về HTML, CSS và JavaScript. Mời lại.
Tí nữa chúng ta nghỉ sớm tí nhé. Nhà tôi vừa mới dậy. Khoảng 8 rưỡi chúng ta nghỉ. Giờ phi về Nam Định cái. Về nhà làm cũng được. Về nhà làm cũng được. Rồi rồi, ok. Chúng ta nhớ cái lịch thứ 5 nhá. Tôi sẽ đẩy code mà cũng chả có gì mà đẩy. Nay chúng ta cũng không có gì mà đẩy.